Thưa anh Trường An, một tin nổi bật trong tuần, đó là ông Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang vừa qua đời tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9. À, anh có thêm ghi nhận gì về việc này không ạ? Kính thưa chị và quý khán giả của đài, đúng như chị vừa nói, ông Trần Đại Quang, đương kim Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa đột ngột qua đời vào lúc 10 giờ 05 sáng ngày 21 tháng 9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 68 tuổi. Theo báo chí Lệ Đảng thì lý do dẫn đến cái chết của ông Quang là do mắc bệnh hiểm nghèo, dù trước đó có tin ông này sang Nhật để điều trị hơn cả năm trời. Được biết vài ngày trước khi qua đời, ông Quang đã có đôi lần xuất hiện trước truyền thông với một diện mạo hoàn toàn khác hẳn. Trên trán xuất hiện một vết đen, khuôn mặt gầy tót, còn hốc mắt thì sụp sâu xuống như người mất hồn, kính thưa chị. À vâng, thưa anh Trường An, theo tin nhận được thì lịch trình làm việc của ông Chủ tịch nước vẫn rất bận rộn, dù đang trong cơn thập tử nhất sinh. À, và có người nói rằng những đối thủ của ông có thể biết trước điều này nên đã bày chuyện nhằm lôi ông ra khỏi giường bệnh, vì họ muốn bắt kiệt những hơi thở cuối cùng của người đồng chí của mình. À, anh có suy nghĩ như thế nào về lời nói này thưa anh? Theo tôi nghĩ lời nói đó là hoàn toàn có cơ sở. Dạ, anh có thể nói rõ hơn không ạ? Kính thưa chị và quý khán giả, như chúng ta đã biết, các lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam thường nói một đằng làm một nẻo. Dù miệng nói tương tiết, nhưng ắt hẳn rất nhiều thế lực trong đảng mừng như cởi mở trong bụng sau cái chết đã được đẩy nhanh tiến độ của ông Quang, nhất là trong thời điểm cận kề hội nghị trung ương lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với cái chết của Trần Đại Quang xảy ra trong thời điểm không xa hội nghị trung ương 8 khóa 12, lại là một thời gian thuận tiện và tốt đẹp của Nguyễn Phú Trọng. Với sự hỗ trợ nhiệt tình của Bắc Kinh cùng với chiến dịch đốt lò loại bỏ đồng chí thù địch sẽ dễ dàng thu xếp để trở thành tổng thống thái phú của xứ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa chị. À, vâng, thưa anh Trường An, ngay sau khi ông Chủ tịch nước Việt Nam qua đời thì đại diện khu vực châu Á của tổ chức Human Rights Watch có trụ sở tại New York, ông Phil Robertson, hôm thứ Sáu 21 tháng 9 đã gửi ra một bản tuyên bố nêu rõ là di sản của cố Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang là tình trạng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam trong nhiều năm trời. Anh có ghi nhận như thế nào trước việc này ạ? Kính thưa chị và quý khán giả, theo như tôi được biết, đại diện khu vực châu Á của Human Rights Watch nói rằng số tù chính trị dưới thời ông Quang trong thời gian gần đây là nhiều hơn bao giờ hết. Ông Robertson tuyên bố rằng ông Trần Đại Quang hơn ai hết là người phải chịu trách nhiệm trong chính sách cho Bộ Công an Cộng sản Việt Nam can thiệp vào mọi lĩnh vực của cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam, gia tăng sự hiện diện của công an ở khắp nơi, từ đó dẫn đến mọi sự vi phạm nhân quyền, tham nhũng và tống tiền. Ông Robertson nhấn mạnh rằng dưới sự lãnh đạo của Trần Đại Quang, Bộ Công an đã gia tăng quyền lực chưa từng thấy trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phó giám đốc châu Á của Human Rights Watch kết luận rằng với tất cả những thế lực, ông Trần Đại Quang khó có thể là con người của nhân dân. Và sự ra đi của ông không thể được người dân Việt Nam bình thường tưởng nhớ, kính thưa chị. À, dạ vâng, cảm ơn anh Trường An. À, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi. À, Hoàng Ân xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào tuần tới. Thì một lần nữa Trường An xin kính chào tạm biệt quý thính giả của đài và xin chào tạm biệt chị Hoàng Ân. Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong ba lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam, vừa qua đời ở tuổi 62 vì mắc virus hiếm và độc hại. Truyền thông nhà nước dẫn lời người chuyên trách về sức khỏe của cán bộ trung ương cho biết hôm 21 tháng 9. Các giáo sư, bác sĩ Nhật đã chữa trị và củng cố sức khỏe cho chủ tịch nước khoảng một năm nay. Tuy nhiên, bệnh này trên thế giới chưa có thuốc để điều trị khỏi hoàn toàn, mà chỉ có thể chặn lại và đẩy lùi một thời gian. Tờ VN Express dẫn lời ông Nguyễn Quốc Thiệu, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết. Vẫn theo nguồn tin trên, ông Trần Đại Quang đã được phát hiện mắc loại bệnh virus hiếm và độc hại từ tháng 7 năm ngoái và đã đi Nhật 6 lần để chữa trị. Ông Trần Đại Quang nhập viện Trung ương Quân đội 108 vào chiều ngày 20 tháng 9 và qua đời vào khoảng 10 giờ 5 phút sáng ngày 21 tháng 9 sau khi rơi vào tình trạng hôn mê hoàn toàn. Ông Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước vào năm 2016. Kể từ đó, ông thường xuyên có mặt trong tất cả các sự kiện quan trọng bên cạnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, khoảng thời gian ông đột nhiên vắng mặt trên các bản tin, ngay vào thời điểm diễn ra Hội nghị Trung ương 7 hồi tháng 5, đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của ông có liên quan đến cuộc chiến giành quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản.
Một số nguồn tin nói ông đã bị thay thế vì lý do sức khỏe. Hãng tin NPR nói, các chuyên gia tin rằng ông nắm giữ phần lớn quyền lực trong cuộc chiến lãnh đạo đất nước. Ông Trần Đại Quang đã không xuất hiện trước công chúng vài tuần trước khi cái chết của ông được công bố. Ông sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Trước khi lên làm chủ tịch nước, ông Quang từng có nhiều năm là cán bộ Cục Bảo vệ Chính trị, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, sau đó làm Thứ trưởng, rồi trở thành Bộ trưởng Bộ Công an, cơ quan thường xuyên bị các nhà phê bình quốc tế chỉ trích về hồ sơ nhân quyền tại Việt Nam. Nhiều đại diện ngoại giao của các nước đã gửi lời chia buồn với Việt Nam. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Christian Brink viết trên trang Facebook rằng, thay mặt phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, tôi xin gửi lời chia buồn chân thành về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần. Chúng tôi xin bày tỏ lòng cảm thông với gia đình ông và nhân dân Việt Nam vào thời khắc đau buồn này. Người đại diện cho chính phủ Mỹ nói thêm về Chủ tịch Trần Đại Quang trong thư chia buồn rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang là một người bạn của mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam. Sự tiếp đón của ông trong chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Donald Trump tới Hà Nội vào tháng 11 năm 2017 đã giúp đưa mối quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam lên tầm cao mới, trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, có lợi ích chung và mong muốn chung nhằm thúc đẩy hòa bình, hợp tác thịnh vượng và an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đại sứ quán Nga cũng bày tỏ chia buồn với Việt Nam. Chúng tôi xin bày tỏ những lời chia buồn sâu sắc nhất về việc Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Đại Quang từ trần. Theo thông cáo đăng trên trang Twitter của cơ quan đại diện ngoại giao Nga, theo luật Việt Nam, sau khi ông Quang qua đời, Phó Chủ tịch nước là bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ lên nắm giữ quyền Chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch mới. Kính thưa quý khán thính giả, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chính thức từ trần vào lúc 10 giờ 5 phút ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Theo Điều 93 Hiến pháp năm 2013, thì bà Đặng Thị Ngọc Thịnh sẽ giữ quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. Như vậy, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có hai phụ nữ ngồi trong bộ tứ. Tuy nhiên, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh có rất ít khả năng chính thức trở thành Chủ tịch nước. Chắc chắn, Trung ương 8 nhóm họp đầu tháng 10 sẽ chọn ra ứng cử viên. Vậy, ai sẽ là người ngồi vào chiếc ghế Chủ tịch nước trong thời gian tới? Thông thường, theo dân gian, cái chết giữa dòng là một điềm gỡ. Khi một ai đó chưa hoàn thành xong sứ mệnh của mình mà đã qua đời cách đột ngột, bất thình lình, không thuận ý trời, thì bao nhiêu vận hạn của người đó sẽ dồn lại cho kẻ kế vị phía sau. Đó là quan điểm của dân gian ngày xưa. Nhưng trong xã hội vô thần, mọi quan điểm về tâm linh dường như không hề có chỗ đứng. Chúng nó tranh ăn, hãm hại, thủ tiêu, tranh chừng lẫn nhau, hòng hất cản đối thủ của mình đoạt ghế là chuyện hết sức bình thường. Chính trị Cộng sản Việt Nam trong suốt nửa nhiệm kỳ, kể từ sau hội nghị 12, liên tiếp có những cuộc đấu đá thanh trừng đẫm máu, càng làm rõ các thủ đoạn của các chính trị gia hiện đại, sẵn sàng làm mọi thứ để triệt hạ đối thủ của mình, tiến sâu hơn vào con đường mê hồn cung của đỉnh cao quyền lực, tiền tài và danh vọng. Hiện tại, trong số 7 ủy viên Bộ Chính trị, có ai đủ khả năng thế chân Trần Đại Quang hay chăng? Đó là điều mà rất nhiều người hiện nay đang quan tâm. Theo nhận định của một số nhà nghiên cứu chính trị Việt Nam, lần này ông Nguyễn Thiện Nhân, người đang giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau cú rớt đài của ông Đinh La Thăng, được cho sẽ là cất nhắc lên làm Chủ tịch nước. Tác giả David Hutt dẫn một bài viết của ông Lê Hồng Hiệp, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Ishak ở Singapore cho biết. Tuy nhiên, có người lại cho rằng ông Nguyễn Thiện Nhân là con người có dấu ấn chính trị mờ nhạt. Theo nhận định của đa số các đảng viên cao cấp, thì ông Nguyễn Thiện Nhân được nhìn nhận rộng rãi là một người ba phải,
dễ phục tùng người khác. Tin tức từ nội bộ cho hay, ông Nhân là một người có tác phong lãnh đạo thụ động và kết quả làm việc tầm thường. Ông Nhân từng có thời gian giảng dạy rồi quản lý Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó được cất nhắc lên làm phó chủ tịch thành phố này, trước khi ra Trung ương làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục, rồi Phó Thủ tướng. Sau khi vào Bộ Chính trị, ông được đưa ra làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức đặt các hội đoàn dân sự dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Ông Nguyễn Thiện Nhân có thể được xem là một ủy viên Bộ Chính trị khác thường, vốn dường như đã bị thất sủng sau kết quả làm việc tệ hại trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo vào những năm 2000. David Hitch viết trên tờ The Diplomat. Tuy nhiên, kiểu người ba phải như ông Nhân lại chính là tuyếp người mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất ưa thích. Ông Hất nhận định, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ông Trọng đã thay đổi theo chiều hướng bảo thủ hơn. Quyết sách của Đảng đã trở nên tập trung hơn, mặc dù vẫn đi theo sự đồng thuận dựa trên nguyên tắc dân chủ tập trung. Ông David Hitch dẫn lời ông David Brown, một nhà ngoại giao Mỹ từng làm việc ở Việt Nam, nhận định rằng bị suy thoái về mặt tư tưởng. Điều này với việc đã cụ thể hóa trong Điều 27. Dấu hiệu về sự suy thoái từ chuyển biến, từ chuyển hóa mà Trung ương Đảng đã đưa ra nhằm lập lại trật tự và cụ thể hóa trong những vấn đề cần sự trừng phạt và chấn chỉnh những đảng viên cao cấp bị suy thoái về mặt tư tưởng. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Trung ương dựa vào để xem xét hành vi của các đảng viên. Mục tiêu của 27 dấu hiệu này là nhằm vào những nhân vật lãnh đạo có phong cách quá chủ nghĩa cá nhân hay dân túy, kiểu như cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hay ông Đinh La Thăng. Việc đưa ông Nguyễn Thiện Nhân về lại Thành phố Hồ Chí Minh để thay thế ông Đinh La Thăng chính là thể hiện cách thay đổi theo hướng này của ông Trọng. Ông Nhân, người được xem là dễ phục tùng trước các nguyên tắc dân chủ tập trung của Đảng, là kiểu người mà ông Trọng cần cho các vị trí lãnh đạo. Thật ra, chúng ta hãy chờ xem hội nghị Trung ương lần này sẽ đem đến sự chứng kiến cất nhắc của những nhân vật trung thành nhưng tẻ nhạt, hầu hết là đi theo mô hình mẫu của ông Nguyễn Phú Trọng. Người thứ hai đủ khả năng thay thế đó là ông Trần Quốc Vượng. Ông Vượng hiện đang là chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, người phụ trách chiến dịch chống tham nhũng của Đảng do ông Trọng đề xướng. Chức vụ này cũng giống như ông Vương Kỳ Sơn, cựu chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người được xem là cánh tay phải của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc chiến chống tham nhũng ở nước này. Nếu ông Trọng muốn duy trì nhịp độ và cường độ của cuộc chiến chống tham nhũng, thì ông Vượng sẽ là một ứng cử viên khả dĩ nhất cho vị trí Tổng Bí thư, nhưng cũng có thể là cơ hội để nhất thể hóa và vừa giữ chức Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước. Một nhân vật khác cũng thăng tiến nhanh chóng, đáng được theo dõi, theo ông David Hitch là ông Nguyễn Xuân Thắng. Cũng là ứng viên nặng ký, người được đưa lên làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, thay thế cho ông Đinh Thế Huynh hồi tháng 3. Ông Thắng cũng đang là Bí thư Trung ương Đảng và Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia. Thật ra ông Thắng nắm Hội đồng Lý luận Trung ương từ tháng 12 năm ngoái, kể từ khi ông Đinh Thế Huynh vắng mặt vì đi chữa bệnh. Điều đáng lưu ý là ông Trọng đã từng giữ chức vụ này trước khi ông lên làm Tổng Bí thư. Ông Đinh Thế Huynh, ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng Bí thư trước khi ông ngã bệnh, cũng là người nắm các vấn đề lý luận trong Đảng. Với việc tư tưởng lý luận ngày càng được coi trọng trong hệ thống của Đảng Cộng sản, thì Hội đồng Lý luận Trung ương càng có vai trò quan trọng, và do đó vai trò của ông Thắng cũng quan trọng. Ông David Hitch.
Tuy nhiên, ngoài các tin đồn về việc ông Nhân sẽ lên thay thế ông Quang làm chủ tịch nước vẫn chưa khả thi. Dù ai làm chủ tịch nước đi chăng nữa, thì số phận con tuyển Việt Nam vẫn như thế, ngày càng đắm vào vũng lầy nô lệ Trung Quốc, những con người trái lòng dân, trái ý trời. Cũng có người đang chuẩn bị vạch ra những tội trạng của chủ tịch nước, người vừa mới qua đời. Ai đó nói nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng với những gì mà người dân gánh chịu thì rõ ràng người dân không thực sự muốn ông này được nhắm mắt xuôi tay. Tội trạng, tội ác và bao nhiêu thứ mà ông cướp đi của người dân vẫn còn nằm đó. Vậy bao giờ trả lại cho nhân dân? Liệu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có dám làm mạnh tay kể cả với người chết? Đó là tịch thu gia tài của ông này để trả lại thu ngân sách, bù vào tiền thuế của người dân đã bỏ bao nhiêu năm qua cho bộ máy tốn kém, hư hỏng và vô dụng này. Nếu người dân có mở tiệc ăn mừng thì cũng đáng, bởi vì một kẻ hại dân hại nước như thế đâu có xứng đáng là nguyên thủ của một đất nước. Nếu cả bộ tứ trong tứ trụ triều đình ra đi thì lúc đó người dân mới thực sự vui mừng khôn xiết. Ai trên đời rồi cũng một lần sống, một lần chết đi. Thế nhưng có những cái chết, có những cuộc sống để cho những người thân, những người quen biết và nhiều đồng loại của mình cảm thấy ý nghĩa và tiếc nuối. Còn một người có quyền lực, có tiền bạc và tất cả mọi phương tiện trong tay như chủ tịch nước mà lại không gây lại lợi ích cho bất kỳ một ai thì quả thực là một sự bất hạnh. Họ chỉ cố gắng vơ vét tiền túi, vơ vét tiền thuế của nhân dân để lo cho gia đình của mình hay cho những thú vui của riêng mình. Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nhà nước Cộng sản Việt Nam qua đời lúc 10 giờ 5 phút sáng nay, ngày 21 tháng 9 năm 2018 tại Hà Nội. Nhiều nguồn tin của Nhật báo Người Việt cho hay như vậy sau khi ông Quang qua đời ít phút. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều Facebooker đã loan tin này bằng nhiều cách khác nhau. Trước khi hệ thống truyền thông do Đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát chưa chính thức được phép loan tin. Trên trang Facebook Trương Huy San, nhà báo thảo tin Ô Xin Huy Đức chỉ viết vỏn vẹn một dòng ngắn. 10 giờ 5 phút, ngày 21 tháng 9 năm 2018, Trần Đại Quang năm 1950 đến 2018. Theo đó, Huy Đức cho hay, ông Trần Đại Quang qua đời lúc 10 giờ 5 phút sáng 21 tháng 9 năm 2018. Nhà báo Huy Đức lấy năm sinh của ông Trần Đại Quang là 1950, chứ không phải là 1956 như tiểu sử của ông Quang được Đảng Cộng sản Việt Nam công bố. Gần 2 tiếng sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, các báo Việt Nam mới chính thức loan tin. VN Express dẫn lời ông Nguyễn Quốc Triều, trưởng ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cho biết, Chủ tịch nước mất tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Như thông lệ, truyền thông Việt Nam trích thông báo của ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương viết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mắc bệnh hiểm nghèo, đã được các giáo sư bác sĩ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, lãnh đạo Đảng và nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện nhưng không qua khỏi. Ông Trần Đại Quang, 62 tuổi, được Quốc hội Cộng sản Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước vào ngày 2 tháng 4 năm 2016, thay thế cho ông Trương Tấn Sang. Trước đó ông Quang là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an. Tiểu sử của ông Trần Đại Quang trên Wikipedia ghi, ông sinh ngày 12 tháng 10 năm 1956, quê ở xã Quang Thiền, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Vào hồi tháng 10 năm 2017, đã có hàng loạt các tin đồn đoán về việc ông Trần Đại Quang sang Nhật chữa bệnh và nhiều nguồn tin lề trái còn cho hay ông Quang bị bệnh ung thư. Vào tháng 4 và tháng 5 năm 2018, lại có nhiều đồn đoán về sức khỏe ông Trần Đại Quang trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Trung ương 7. Một số nhà quan sát còn nhận định ông Quang sẽ bị thay thế bởi ông Nguyễn Thiện Nhân. Tuy nhiên điều đó không xảy ra, ông Quang vẫn tại vị, còn ông Nhân về làm bí thư thành ủy ở Sài Gòn thay cho ông Đinh La Thăng bị xử tù. Trong vài ngày qua, sắc diện của ông Trần Đại Quang suy giảm khá rõ. Điều đó có thể thấy qua các bức ảnh mới nhất của hãng thông tấn AFP chụp tại Hà Nội hôm 11, 12 và 13 tháng 9 năm 2018 so với trước đó. Sắc diện của ông Quang suy giảm rất nhanh kể từ tháng 4 năm 2016, khi ông này được Quốc hội Cộng sản Việt Nam bầu làm Chủ tịch nước. Khuôn mặt ông Trần Đại Quang gầy đi rất nhiều, trên trán có một vết màu xanh, hai gò má cao, hai thái dương tóp lại,
hốc mắt sụp sâu xuống và thần sắc không mấy vui tươi. Sắc diện của ông Quang suy giảm cũng có thể thấy trên các bản tin truyền thông tại Việt Nam, đặc biệt trên truyền hình quốc gia và thông tấn xã Việt Nam hôm 19 tháng 9, khi ông Quang tiếp ông Chu Cường chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc 2 ngày trước khi ông qua đời.